kể rằng trước lúc người ra đi bác muốn nghe một câu hò xứ Huế. Nhưng không gian vẫn bồn bề Kính thưa quý vị và tất cả các bạn, như chúng ta đã biết, đã có rất nhiều những bài nghiên cứu, bài báo, lời ca, tiếng hát ca ngợi về vẻ đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là một vẻ đẹp hoàn mỹ mà ấm áp đến lạ thường. Bản thân người, cuộc đời người chính là một chủ đề bất tận cho những ai khao khát tìm kiếm cái đẹp ươm mầm sự sống. Và cuộc thi Bác Hồ trong tim thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An đã khiến cho mỗi chúng ta, đặc biệt là mỗi người trẻ trên tỉnh nhà, có cơ hội được nhìn lại, soi chiếu bản thân vào tấm gương đạo đức Bác Hồ, được sống tốt đẹp hơn và với lý tưởng cao đẹp ấy, học tập, cống hiến, rèn luyện trên vai trò là thế hệ trẻ trong thời đại mới. Trước những câu chuyện về Bác, trong lòng em lại trao lên một nỗi xúc động nghẹn ngào khi nhớ về những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời Bác. Đó là câu chuyện lời Bác dặn trước lúc đi xa. Sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, đây là buổi sáng cuối cùng trong cuộc đời 79 mùa xuân của Bác. Bởi 9 giờ sáng hôm ấy, người thực sự bước vào cuộc trường chinh nhẹ cánh bay, để lại cho nhân dân Việt Nam và nhân dân toàn thế giới một niềm đau thương, mất mát, không thể nào diễn tả nổi bằng mọi ngôn từ. Không gian câu chuyện chỉ thu nhỏ trong căn nhà A67. Căn phòng này cách ngôi nhà sàn của Bác chỉ vài chục bước chân. Trước đó, theo lời đề nghị của bác sĩ, để tiện cho việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe của người, ngày 18 tháng 8 năm 1969, các đồng chí trong bộ chính trị và các đồng chí trực tiếp chăm sóc Bác đã chuyển Bác xuống ở căn phòng này. Sau 20 ngày chống chọi với bệnh tật, Bác đã yếu lắm. Nhưng hễ cứ tỉnh lại là người lại hỏi thăm tình hình chiến đấu ở miền Nam, tình hình lũ lụt ở miền Bắc. Người còn dặn các đồng chí trong bộ chính trị phải làm sao tổ chức ngày lễ quốc khánh thật long trọng để nhân dân vui, phải bắn pháo hoa cho nhân dân phấn khởi. Trước những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, đối diện với quy luật nghiệt ngã của sự tồn vong, người vẫn luôn nghĩ cho đồng bào, cho đất nước mà nâng niu tất cả chỉ quên mình. Buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, lúc này người đã rất mệt. Mong muốn cuối cùng của người là được gặp và thăm đồng bào miền Nam, không thực hiện được. Hơi thở của người mỗi lúc một yếu dần. Các đồng chí trong bộ chính trị và các bác sĩ không ai nỡ rời xa người dù chỉ là nửa bước. Lần đầu tiên tỉnh lại sau cơn đau, người nhìn xung quanh rồi hỏi: trong các chú có ai biết hò Huế không? Mọi người lúng túng nhìn nhau, quả là một tình huống không ai chuẩn bị trước. Thường ngày, người vẫn thường nói: miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Thêm vào đó, Huế là mảnh đất đã gắn bó cùng người trong suốt khoảng thời gian dài tuổi thơ. Có lẽ, đến những giây phút cuối cùng, người mong muốn được mang theo hình ảnh của miền Nam yêu thương, hình ảnh của núi Ngự, sông Hương và những kỷ niệm đau buồn theo mình và cõi vĩnh hằng bất tử. Nỗi niềm ấy của người lúc này dường như ai cũng thấu hiểu. Nhưng tìm được nghệ sĩ hò Huế lúc này thật khó. Lần thứ hai tỉnh lại, giọng người đã yếu hơn nhiều. Trong các chú, có ai có thể hát cho bác nghe một làn điệu ví dặm nghệ tĩnh được không? Một lần nữa, sự im lặng và bối rối bao trùm cả căn phòng. Câu ví dặm, câu hát dân ca đã nuôi dưỡng và bao bọc tâm hồn người từ thuở lọt lòng. Người lớn lên và đi ra thế giới từ chiếc nôi văn hóa quê hương mặn mòi tình nghĩa ấy. Đến những giây phút sắp biệt ly, người mong muốn được nghe, được sống trong hơi ấm quê hương. Lần thứ ba tỉnh lại, người ngỏ ý muốn nghe một khúc dân ca quan họ Bắc Ninh. Lần này thật may mắn khi cô y tá bé nhỏ Ngô Thị Oanh tiến lại gần bác: thưa bác, cháu có thể hát cho bác nghe à? Với chất giọng trong trẻo của người con gái Vĩnh Phúc, chỉ cất lên lời hát Người ở đừng về. Căn phòng nhỏ chìm trong tiếng hát. Với chất giọng trong trẻo của người con gái Vĩnh Phúc, chỉ cất lên lời hát Người ở đừng về. Người ơi, người ở đừng về,
mà người ơi, người ở, đừng về đã nói hộ lòng người. Cô y tá càng hát càng nghẹn ngào, những người xung quanh không ai cầm được nước mắt. 9:47 ngày 2 tháng 9 năm 1969, trái tim vĩ đại của Bác Hồ đã ngừng đập, để lại cho nhân dân Việt Nam một tình yêu bao la, rộng lớn, sinh ra và lớn lên từ câu hát dân ca, từ điều ví dặm ầu ơ ngọt ngào của mẹ. Cuối cùng, người thanh thản, nhẹ nhàng ra đi, bước vào cuộc trường sinh bằng âm hưởng của tiếng hát dân ca. Sau này, trong một bài báo em còn được biết, chị Ngô Thị Oanh, cô y tá Viện Quân Y 108, người hát khúc dân ca Người ở đừng về trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời bác kể lại. Sau khi chị hát xong, Bác Hồ nhìn chị, dường như bác đang mỉm cười. Bác còn bảo lấy bông hồng bạch trên bàn mang tặng chị, một cử chỉ nhỏ mà ý nghĩa thật to lớn. Trong những giây phút cuối cùng, quên đi nỗi đau đang giằng xé, người vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Và bông hồng nhỏ ấy chỉ nữa mang ẻ khô để nó trở thành kỷ vật của cả cuộc đời mình. Giấu mình đi, người chẳng làm phiền ai cả, dép một đôi áo quần vài bộ, chỉ có trái tim bao la là tất cả gia tài. Câu chuyện giản dị mà sâu sắc như biết bao câu chuyện kể về người. Từ những tình tiết trong câu chuyện, ta nhận ra trong người một trái tim yêu bao la mà đặc biệt. Người không chỉ yêu cuộc sống, yêu con người, không những chẳng làm đau một chiếc lá, cành cây, mà người còn yêu lắm những câu hát dân ca. Người thèm nghe một câu hò Huế, một làn điệu ví dặm nghệ tính, hay một khúc dân ca quan họ Bắc Ninh, đâu chỉ vì muốn nghe câu hát, mà bởi người muốn mang cả hình ảnh của quê hương xứ sở theo mình vào cõi vĩnh hằng bất tử. Cả cuộc đời người sống cho nhân dân, cho dân tộc, không gờn chủ riêng tư, hành trang cuối cùng mà người muốn mang theo vào cõi người hiền chỉ là một ước nguyện bình dị, mang theo âm hưởng tiếng hát dân ca vào cõi bất tử. Bài học cuối cùng mà người căn dặn, trước khi chúng ta yêu lấy tổ quốc mình, hãy yêu thế những câu hát dân ca. Và người căn dặn thế hệ sau này rằng hãy yêu lấy những khúc dân ca, trân trọng giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ câu chuyện cảm động này, em mỗi lần nghĩ về Chủ tịch Hồ Chí Minh lại càng thêm trân trọng và biết ơn người, càng thêm ý chí quyết tâm cùng với đoàn viên thanh niên trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, thanh thiếu niên tỉnh nhà và tất cả các bạn trẻ trên đất nước Việt Nam cùng nhau cố gắng phấn đấu rèn luyện học tập, đạt nhiều thành tích, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc xứng danh Nam Châu như những gì Bác Hồ từng căn dặn. Em xin trân trọng cảm ơn.